Rồi, mình chào các bác nhé, chào mừng các bác quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì buổi sáng ngày hôm nay em sẽ lên video để giới thiệu lại cũng như là test hàng. Test hàng để gửi đi cho tất cả các bác khách hàng. Các bác đã tin tưởng và ủng hộ cả nhà em trong ngày hôm qua. Hôm qua thì em có lên video này buổi tối, hơi muộn một chút. Nhưng mà cũng đã có một số bác là các bác đã tin tưởng và ủng hộ đồng hành cùng với cửa hàng nhà em với cái dòng sản phẩm vang số cao cấp JBL KX180. Thì em lên sản phẩm này buổi tối ngày hôm qua thì bây giờ là em đang test hàng để gửi đi cho các bác. Thì cũng thông qua video này em cũng muốn test chất lượng âm thanh cũng như là muốn thử luôn, bởi vì là các bác cũng có nhu cầu là bảo là muốn nghe thử trước chất âm của cái con này khi em cài đặt xong thì nó sẽ như thế nào. Thì tất cả những chiếc vang này em đã cài đặt ngon lành hết rồi, thì bây giờ em sẽ chuẩn bị để gửi đi đóng hàng cho bác. Thì cũng thông qua video này em test thử cho bác luôn nhá. Và đầu video các bác bỏ ra 1-2 giây ủng hộ cho em nút like nhé, và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới giúp em. Thì cái chiếc vang này thì em sẽ cài đặt cho các bác làm sao để nó hợp lý, là về thì các bác có thể là sử dụng mà 80% các bác sử dụng được luôn. Đấy, đây các bác nghe thử chất lượng mic này. Đây, 1 2 6. Thực ra là cái bác này thì bác ấy thích hát tiếng vợt nó nhiều hơn, cho nên em đang cài đặt cái tiếng vợt nó nhiều hơn một chút nhé. Đây, 1 2 6 7. Đây, con này tiếng echo, em cảm nhận tiếng echo nó rất là hay, rất là mượt mà. Đấy, bây giờ sẽ lên test thử cho bác nghe thử chất lượng âm thanh của con này nhá. Đây, em sẽ hát karaoke một bài, sau đó em sẽ test thử cho bác nghe thử chất lượng âm thanh này. Đây, 1 2. Tiếng vợt rất hay, bác này là bác thích hát tiếng vợt nhiều hơn tiếng echo. Đây, 1 2. Gặp nhau cái mùa bắt đầu. Đây, rất là mượt mà, rồi sạch sẽ các bạn nhá. Một hai. Mà này thì tiếng vợt nhiều hơn các bạn nhá. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo xanh áo xanh mà em mặc một màu thiên thần. Dáng em đẹp tựa trong trai, tình trong đôi mắt mà tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao. Lên được chưa? Các bác nghe thấy tiếng vợt nghe nó có chất lượng, nó quả cảm thấy ok không ạ? Bây giờ em sẽ thử cắm cái phần mềm vào và em sẽ test cho các bác nghe thử cái chất lượng của tiếng echo nó nhiều hơn một chút nhé, để cho mọi người có thể tham khảo được cái tiếng echo và tiếng reverb. Sau khi đó các bác sẽ có một cái cảm nhận riêng của mỗi người khác nhau, sở thích của mỗi người khác nhau. Đấy, em sẽ test để làm sao các bác cảm nhận được làm sao nó hợp lý nhất. Đấy, và con vang này hiện tại là mức giá đang cung cấp cho bác thì nó thật là cũng rất là hợp lý thôi, rất là hợp lý luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên em, số điện thoại em sẽ báo giá cụ thể hơn để cho các bác có thể là biết được về cái tình trạng cũng như là về giá thành của nó nhé. Và em dám cam kết các bác luôn là hiện tại con vang này em đang bao giá toàn thị trường. Đấy, kể cả là anh em lấy số lượng hay là các bác lấy lẻ để trải nghiệm. Bây giờ em sẽ thử test chất lượng cậu echo này. Đây, các bác nghe tiếng echo chưa? Tiếng echo rất mượt mà luôn. Đấy, rất mượt mà nhé. Tiếng rất mượt mà luôn. Đấy, bây giờ em thử test lại cho các bác nghe thử, hát lại các bác nghe thử tiếng echo này. Vừa nãy là tiếng gì gì vật nó sẽ là nhiều hơn một chút, bây giờ là tiếng echo nó nhiều hơn một chút để cho các bác có thể cảm nhận nhá. Mức giá hiện tại con này thị trường đang cung cấp bác là dao động từ 9 đến 10 triệu, nhưng cửa hàng em cung cấp con này nguyên hộp luôn, bảo hành 1 năm, giá chưa đến một nửa tiền. Đấy. 1 2 6 7. Đấy, tiếng echo nó nhiều hơn đấy các bác. Lên 1 2 6 7. À được. Nhạc nhẽo này rất là hay các bác nhá. Nhạc con này có chế độ lâng tiếng nhạc rất hay luôn. Gặp nhau cái hương ban đầu, áo xanh áo xanh mà em mặc một màu thiên thai. Dạng em
đêm mưa ở trong tranh, tình trong đôi mắt mà tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao. Một hai lên, đấy, các bác có thể cảm nhận được tiếng thực sự. Một hai tiếng echo reverb con này nó rất là tuyệt vời, và em cảm nhận là trong cái mức giá mà ngày hôm nay em cung cấp cho tất cả mọi người để các bác có thể trải nghiệm được dòng sản phẩm này thì rất là hợp lý. Thì mọi chi tiết thì các bác có thể nhu cầu về cái dòng sản phẩm vang số cao cấp của JBL KX180, hàng nguyên hộp luôn nhá, bảo hành 1 năm. Đấy, hàng nguyên thùng nguyên hộp bảo hành 1 năm, cổng quang các thứ phần mềm thứ ngon lành. Con này chỉnh hai đường mic riêng biệt luôn. Đây có cả mã QR luôn này. Được chưa? Đấy, chạy chip 21489 các bác nhá. Mọi chi tiết có liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại 0982838695 để cùng tham khảo và đặt hàng sản phẩm này. Và em nói luôn mức giá thì em để tránh cái trường hợp anh em thắc mắc về cái mức giá, thì nếu như bác nào thực sự có nhu cầu liên hệ cho em sẽ không để các bác thất vọng đâu. Rồi, xin chào các bác trong video và những sản phẩm tiếp theo nhé.